Máy băm chuối đa năng Keto TK1500 có thể sử dụng đa dạng với nhiều loại thực phẩm chăn nuôi có sẵn trong tự nhiên ở xung quanh ta như chuối, cỏ voi, rau và lục bình. Với việc chỉ cần qua một lần xử lý của máy là nguyên liệu thành phẩm có thể sử dụng trực tiếp cho vật nuôi, giúp tiết kiệm được rất nhiều kinh phí và thời gian làm việc. Với hệ thống dao băm cải tiến, được làm bằng thép rèn nhíp cao cấp, giúp quá trình sử dụng đạt hiệu quả cao nhất và hạn chế tối đa được quá trình mài mòn dao. Với khung chân máy được làm bằng sắt V tổng hợp hình trụ, giúp an toàn tuyệt đối khi sử dụng và hạn chế rung lắc khi để máy ở những nơi có sỏi hoặc đá. Takeo TK1500 sẽ là người bạn tuyệt vời cùng bạn đồng hành.